xin chào bạn. Trong tay mình đây đang có 8 lá bài. Đấy. Thì trong 8 lá bài này mình sẽ lấy ra một lá ngẫu nhiên. Đấy, đây, chẳng hạn lá này. Thì ta cũng xem lá này là gì. Ủa trời, giúp cơ, đấy có phải ngẫu nhiên không? Đúng, thằng giúp cơ này là nguy hiểm lắm. Bây giờ xong bài. Rồi, giờ mình sẽ lấy bộ lá trên cùng đó. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ lật bộ lá này, đặt lên trên đầu bài. Đấy. Thì ta cũng xem bộ lá này bộ lá gì nhá. Đấy. À, thế là thằng Joker đã nằm trong bộ lá này rồi. Trên cùng này rồi. Được. Bây giờ mình sẽ lấy bốn lá này đưa ra ngoài bộ bài. 1 2 3 4 ha. Mình sẽ úp nó lại. Đây. Đặt đây. Không đồng đến. Thì bây giờ là tại là bây giờ trên tay mình nó còn bốn lá. Thì chúng ta cùng xem nào. Đây là bốn lá gì? Đây là mình có một lá dí chuồn, một lá quý chuồn, một lá mười chuồn, một lá sầu rô. Ok. Thì hẳn các bạn sẽ nghĩ là bốn cái lá Joker nó nằm trong bốn bốn lá này. Nhưng mà mình bảo không phải. Nằm ở đâu? Xin cảm ơn các bạn.